phiên bản đặc biệt của dòng SK Thủy Quân. Người ta gọi Thủy Quân nói chung cho cái dòng đồng hồ này là trước đây là dành cho lính thủy đánh bộ. Đầu tiên là của người Nhật người ta đeo. Thế sau đấy vào những năm 78 là nó bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam theo chân các thương nhân người Nhật Bản đến Việt Nam. Dòng này là dòng phiên bản đặc biệt. Đấy, đáy chân kính các bác nhìn này, nó mạ vàng lóng lánh này, nhìn rất đẹp. Đấy, mạ vàng bốn xung quanh các mặt kính, cái đáy của cái mặt kính, nên là đeo rất là sang. Thanh niên đeo thì cũng chất, mà người trung tuổi đeo thì cũng rất là đẹp, phối đồ rất là hợp lý. Thời xưa thì phải những đại ca, đại gia rất là nhiều tiền với sở hữu những siêu phẩm này. Ngày đấy nó tương đương với một cây vàng ấy. Số 1, số 2, số 3, số 4. Đây là chiếc số 2. Đấy, đáy chân kính mạ vành vàng rất đẹp. Qua cái dấu vết của thời gian thì nó cũng có một cái chút gọi là xước mờ nhẹ một tí, nhưng mà đồng hồ đã được đánh bóng, căn chỉnh, lau dầu, bảo dưỡng lại rất là đẹp. Nên lên tay là các bác cứ yên tâm là không có phải suy nghĩ gì nữa. Chiếc số 2, chiếc số 3. Bây giờ cứ đeo những cái dòng đồng hồ linh tinh ấy, nhưng mà nếu mà đọ với lại dòng này thì chắc cũng không có cửa gì. Nếu một bác đeo chiếc này và một bác đeo một chiếc nào đấy thì chiếc này chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người nhiều hơn là những cái chiếc đồng hồ khác. Bởi vì nó đã được khẳng định cái đẳng cấp của nó, cái vị trí của nó ở trong cái trong lòng cái người tiêu dùng và trong lòng cái hội dân chơi đại gia từ ngày xưa. Đấy. Kiểu dáng thiết kế của nó thì không có gì thay đổi sau bao nhiêu năm. Đến năm 2015 thì nó có một phiên bản mới ra đời, nhưng mà giá rất là cao, giá trên dưới 6 triệu. Thế nhưng mà theo cái chủ ý của tôi, cái ý chủ quan của tôi thì so sánh ấy, thì không chất bằng những cái dòng máy đời xưa này. Tất nhiên đời mới thì nó sẽ có nhiều cải tiến, nhiều cái nó làm để phù hợp với đương đại, nhưng mà nếu mà để chất thì không chất bằng những dòng đồng hồ xưa. Những bác nào tìm lại dấu vết của thời gian, tìm lại những cái chút kỷ niệm, hoài niệm và một cái thú chơi đẳng cấp thì liên hệ với em theo số 0911000689, thì các bác có thể kết bạn Zalo để được nhận những tư vấn và những cái hình ảnh cụ thể chi tiết nhất cho những cái món đồ mà mình thích.
Thân ái, chào các bác.